Thì đây là một nơi mà tất cả mọi người ở trên thế giới này đều muốn muốn đi vô đi ra thành công. Đây là nơi thi quốc tịch của Mỹ. Thì mọi người ở trên thế giới này, trừ những người đẻ ra bên này, đẻ ra bên này nè, hay là hưởng cái diện 10, dưới 18 tuổi mà ba mẹ có quốc tịch, thì họ được ăn theo vô quốc tịch, hay là những cái mà ăn theo vô quốc tịch. Còn những người mà nhập cư như mình á thì phải cần thi quốc tịch. Tại vì thi quốc tịch vào được được quốc tịch của Mỹ, công dân của Mỹ á, thì benefit tốt hơn, quyền lợi xã hội tốt hơn nữa. Bình thường thì quyền lợi đã tốt rồi các bạn, nhưng mà khi mà vô quốc tịch thì tốt hơn nữa đó. Rồi về già rồi cũng hưởng lương hưu, lương thất nghiệp rồi nhiều, nói chung cũng nhiều benefit lắm. Thì vô trong này thì học 100 câu, thường là 100 câu, đơn giản vậy thôi. Thì mình sẽ quay khung cảnh ngồi sau cho các bạn. Đây là Bắc Kinh này. Đây là khung cảnh. Mọi người đi vô thi hôm nay là 8 giờ. Mình phải né xe. Đó. Mình nói với các bạn là công dân Hoa Kỳ thì nó có nhiều quyền lợi, với lại nó được được gì bầu cử, được đủ đủ, đủ thứ hết các bạn, đủ thứ của một công dân Hoa Kỳ đó. Thì giống như những người bất hợp pháp hay hay là hợp pháp đi qua bên này là cần phải vô bên này để phỏng vấn, mà điều kiện phỏng vấn là phải ở Mỹ là 5 năm đó. Thì vô này cảnh sát đồ đầy đủ nha các bạn, cũng không có thiếu đâu. Rồi vô đó chờ, mọi người vô đó cũng ít, hôm nay cũng ít cho nên chờ cũng ít. Mình dẫn bố mình đi thi thì bố mình nộp là khoảng ngàn mấy á, ngàn hai, ngàn bốn, ngàn hai, mỗi lần phỏng vấn như vậy là ngàn mốt, ngàn hai. Nhưng mà nghe mọi người nói là điên khùng á, học điên khùng luôn. Thì tôi cũng chúc mọi người là ước mơ đi vô trong này rồi đi ra một cái cừ, mỉm cười chứ không mất ngàn mấy nha các bạn. Mất một ngàn mấy là xót lắm. Mọi người cứ nghĩ đâu bên này nhiều nhiều tiền làm đâu má gì, cứ mượn vài ngàn làm ăn, mượn ngàn hai ngàn làm ăn đâu mà tiền chùa. Bên này đéo có tiền đâu má cày bừa đâu mà góp từng đồng, một đồng hai đồng góp lại thành 1.000, mà đụng mày mấy ông cứ kêu mượn 1.000 như như đụng mày nhổ nước miếng ra ăn cái có hả? Không phải đâu, bên này tiền không phải đâu, cực lắm. Thấy tiền đụng mẹ ướt nước mắt nộp vô 1.000 đi thi quốc tịch. Tại vì ông già mình là cũng 65 tuổi, 65 tuổi, kiểu như giờ tuổi về hưu rồi mà ông cố gắng ông đi làm chứ không tuổi ông về hưu đó. Với lại những cái quyền lợi của mình đó mình tính toán cho nên ông buộc phải đi làm thêm để có được quyền lợi đó. Bên này phải tính toán hết các bạn, giống như chạy Uber phải tính toán tiền xăng cả tuần đó, một tháng bao nhiêu, rồi mua xe mới để mình trả góp thì một tháng bao nhiêu trừ ra, hay là mua nhà, hay hay gì đó mình cũng phải 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 phải, phải tính đó. Mong sao là ông đậu cho ông rớt lần danh của bắp một mấy quân rồi á, hao. Tại vì bên này nó cũng giống như Việt Nam thôi, mấy ông làm 200 một ngày đi là 6 triệu một tháng là lương cơ bản, thì tiền nhà mất mẹ 2 triệu,
tiền nhà thì mất 2 triệu, mà bên này á tụi tôi làm 2.000 một tháng nhưng mà tiền nhà mất 800, là phải thua mấy ông không, hơn mấy ông không. Mà nay làm gì có cái vụ đúng rồi, tiền nhà cỡ 2 triệu, mong là 10 triệu, tiền nhà 2 triệu là 1 dưới 5 chung 1 năm. Còn tôi tiền nhà đâu 2.000, mà 2.500 mà tiền nhà tới 800 1.000, như ông bà già tôi với tôi ở đây đâu 2.000 mấy, thì 1.000 tháng là tiền làm nó gấp đôi rồi. Cho nên là khó khăn hơn các bạn, góp tiền lại nó chua lắm, không phải đâu. Cho nên những ai mà người thân hay là bạn bè gì bên Mỹ, đừng có tưởng nó sướng lắm. Trừ khi đi học ra, trừ khi làm lương cao, chứ bình thường chui vô hãng làm như ông bà già tôi là không bao giờ có dư nhiều hết đó. Rồi chưa tính như xe hư, xe cộ hư thì sao, chi phí phát sinh hàng ngày. Cho nên là tiền bạc nó góp được 1.000 như vậy để đi thi á các bạn, có khi mấy tháng á. Mà mấy ông cứ tưởng rồi mẹ bên này tiền chùa nhổ luôn miếng ra ăn cái rồi mẹ, có mấy ngàn cho mấy ông đi làm ăn hay cờ bạc trả nợ. Còn gắn cái gì nữa, nếu mà đói khổ gửi gì ổn 100 đô góp được, mình nhịn đói nhịn khác mình góp được, mình cho người thân thì nhịn đói nhịn khác cho 100 là ok rồi. Đúng mà đây 100 kêu nhỏ ít tiền rồi gửi 1.000, 2.000 với gửi chi 100, tôi thiệt rồi ông lỏ cạc đi. Chứ tiền bên này dành dụm để mình tuổi trẻ hay tuổi già gì cũng cần phải có dành dụm tiền. Chứ còn ở bên Mỹ mình đã rành đường đi nước bước đó các bạn, thì nó không có cần tiền nhiều, nó chỉ có nhiều tiền nhiều. Thì cái này là thi quốc tịch, mọi người vô này thi ai cũng muốn thi hết, giống như tất cả những người bình thường tới những người nổi tiếng hay là tất cả những người nào giàu sang hay gì, ai cũng đều muốn vô hết các bạn. Đây là điểm, đây là 1450 Coleman. Thì vô nó sẽ chắc là mình đặt lịch hẹn, rồi tới ngày lịch hẹn thì mình đem đầy đủ giấy tờ hẹn đó mình in ra, rồi social ID, rồi đơn giản vậy thôi. Nếu mà mấy ông muốn tìm hiểu thêm về thi quốc tịch thì học ở trên YouTube cũng có này, trên web Google search ra cũng có, là 100 câu hỏi thi quốc tịch, nhưng mà nó sẽ hỏi xung quanh, nói chung là sợ, ông già mình cũng vậy, sợ là sợ khó nghe, giống như người Mỹ nói khác mà người Mỹ nói khác mà người Mỹ đen nói khác. Nói chung ở trong này cũng có nhiều quốc tịch, nó có nhiều người khác nước khác nhau phỏng vấn đó các bạn, nên nó nói cái cách nói phát âm nó khác nhau. Cái khó là khi mà mình nghe được cái phát âm đó của người mới, còn những người mà học hành đàng hoàng tiếng Anh á thì họ không có sợ, chỉ học được 100 câu đó là mình đi thi thôi. Với lại bên này cái gì cũng học. Này đi nắng đen quá. Bữa giờ quay đi biển. Quay đi biển nhưng mà mình chưa up lên.
giờ sẵn tiện mình rảnh mình ngồi chờ ông già, thì mong sao là thi đậu thì mình sẽ có một cái trò chơi gì đó, nói chung là cũng nhỏ nhỏ để thưởng cho ai theo dõi mình. Nhưng mà tại vì mình cũng ít view cho nên mình sẽ trò chơi đó trong vòng một tháng hay nửa tháng gì đó mình sẽ ra một cái trò chơi, thì trò chơi nào cũng có giải thưởng tiền, tiền là nhanh nhất, thấy không? Tôi cũng nhỏ, tôi thưởng 50 thôi, ăn chịu ơi, chịu. Tôi sẽ có giải thưởng gì đó, nếu mà ông già tôi đậu thì giải thưởng cao hơn. Ok, một thằng xin thuốc. Đây là đại ca xin thuốc. What? Open. Yes, they are open A. Okay, I got a light. Thank you. You want it for? Where are you from? San Francisco. San Francisco. Yes. I work here. Oh. You go today? Yeah. You come today? I'm at work right now. Oh. And afternoon you go to San Francisco? No, I live here now. Yeah. Okay. I really love San Francisco. Thank you. Đó là một người ở San Francisco, nhưng mà hình như đó là Mỹ đen các bạn. Họ hỏi là ở đây nó mấy giờ mở cửa thì 8 giờ đó. Thì giờ làm không biết làm gì. Nãy quên hỏi nó đàng hoàng xíu, hỏi làm gì. Những người bên này các bạn ít khi mà họ ít khi mà nói chuyện. Thứ nhất là họ sợ thành phần xấu. Lỡ mà đụng họ một cái là 911 là cảnh sát tới liền. Đụng họ một cái là đội cảnh sát. Giống như một đứa nhỏ mình chào hỏi ok hello bình thường thôi thì không sao, nhưng mà mình nói chuyện khoảng mà trên 10 câu là nó có thể gọi cảnh sát, tại vì giống như là dụ dỗ, nó vẫn ép vô tội dụ dỗ. Hay là cảnh sát tới nó hỏi mình là mày tại sao mày phải hỏi nó hỏi nhiều như vậy, chơi với nó nhiều như vậy, mày có cái ý đồ gì đó. Còn con nít bên này là nó đại ca lắm. trừ khi ví dụ như người thân ấy, giờ tôi với anh tôi, mà anh tôi có con, tôi bồng nó, nhiều khi mấy nít bên này á nó có thể su, nó nói daddy su ổng đi chứ, ổng ôm con, ổng đụng tóc con, rờ tóc thôi, đứa nhỏ rờ tóc thôi. À, còn bên Việt Nam đâu mày thấy dễ thương chạy tới ẩm hung đá, mình mới đá cái tính dễ thương của nó rồi mình mới đi. Còn đây không được. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà nó té một cái mình đừng có đỡ hay là gì hết. Bên này mà đỡ hay ví dụ như nít ra đường đúng không? Con nít ra đường mà nó đi ra tới đường á, mình đừng có đụng nó kéo vô, mình giơ tay chắn xe lại, đừng có đụng nó, hiểu không? Rồi mình gọi cảnh sát là cũng tội lắm các bạn. Ví dụ như con đi ra đường lạc đường, gọi cảnh sát cái là người mẹ chịu thiệt nhiều, cho nên là mình chặn xe lại, nhưng mà chặn xe lại rồi vừa chặn vừa gọi người nào của nó, chứ đừng có đụng nó là, nếu mà đụng nó một cái thôi nha là quy vô tội bắt cóc ở tù, mà vô tù là đưa đít cho người ta địch, vô tù á các bạn khỏe lắm, vô tù là rộm tập tạ tạ đầy đủ tạ
ăn uống đúng giờ, đầy đủ tạ. Áp lực cái đưa đít cho nó địch thôi. Tù kiểu như đi nghỉ dưỡng đó các bạn. Điều không có gái nên thỏa mãn bằng con trai, còn nữ không biết sao đó. Cho nên là đứa nhỏ này hay là những cái cuộc sống bên này nó rất khó chịu. Nhưng mà mình nói nhiều khi mình nói các bạn cũng sẽ quên, hay là tại vì không có ở trong cái cuộc sống, không có ở trong môi trường này nên các bạn không có biết được. Rồi nếu mà ai đó muốn mình chia sẻ gì nữa thì mình sẽ chia sẻ. Công việc của mình là ngày xưa là làm bên nghề máy lạnh, mệt phải luôn. Bây giờ mình đăng ký đi học. Đi học mình sẽ làm part time này nọ. Thì ai muốn mình chia sẻ cái gì hay là cần mình chia sẻ gì thì mình chia sẻ. Còn những người nào mà ở bên này rồi á, thì có công việc gì đó mình giới thiệu với nhau, mình tạo thành một group cũng được, để đi thi quốc tịch hay này nọ. Chứ người Việt bên này đa số luôn là họ vì cá nhân của họ. Mình theo mình đó là người Việt mình là ác nhất trên thế giới các bạn. Kỳ thị số 1. Không giúp đỡ. Ác. Giống như người Mỹ ấy, họ trung thành với người chồng. Ở bên Mỹ này mấy ông nào mà ở bên Mỹ này mấy ông cũng nghe rồi. Kéo vợ qua là vợ đi dĩa liền. Bao nhiêu tiền dồn vô để đầu tư ở thương vợ của anh này, con cái của anh này. Khi mà đủ mọc kiểu mọc lông to rồi đó là bắt đầu tập bay. ít lắm. Rồi đa số bên này bị bỏ nhiều các bạn, cho nên người Việt mình rất là dầm chừng sợ lắm. Tại vì mình chờ ông già mình rảnh quá thôi, mình chia sẻ ở cuộc sống bên này như nào mình nghe bao nhiêu vậy. Vợ mình đẹp á, thì nó bắt ở nhà tới bị khùng. Còn vợ mình xấu á thì đâu mấy ông đâu chịu. Mà đi qua này xong nó đủ lông đủ cánh, nó làm lương cơ bản thôi là cũng đủ sống rồi. Tại vì bên này nó không có thiếu ăn các bạn, không có chết. Đụng tay nhẹ thôi là đủ có tiền để mà ăn rồi. Nhưng mà không có dư thôi, không bao giờ dư được. Giống như mấy ông không có tiền mua đồ hiệu, không có tiền mua ăn sang, nhưng mà có tiền để mà sống, lúc nào cũng vậy hết. Không có tiền thì chính phủ cũng lo để mà đủ sống, kiểu như là không chết nhưng mà sống như chết chứ các bạn. Ăn thì đầy đủ, thịt cá gà, thịt cá rau rác đầy đủ. Có chỗ nó cho những người mà thất nghiệp đồ nó ăn đó các bạn, ăn không hết. Bỏ mà kiểu như Việt Nam mà bỏ tiếc luôn á. Đó. Là không có chết được. Nhưng mà sống để làm gì? Đéo có tiền. Cho nên phải đi làm. Đó. Mà đi làm rồi á là đại ca bắt đầu là mình cho ta đây rồi, cái là bỏ chồng đéo là cất gì. Đúng không?
nên mà người Việt mình thương, thương thì cũng thương mà có cũng cũng có nhiều ông nó mới bị khùng lắm. Vợ con cứ sợ vậy rồi bắt đầu vô cái tư tưởng, vô cái tư tưởng xong là hành hạ vợ con, thì vợ con cũng bỏ đi, mà đa số cũng vậy. 5 năm các bạn, thằng chồng tào lao thì vợ cũng đi, mà vợ cũng cái tính tào lao thì cũng đi thôi. Mình chưa có nên mình đang bị áp lực đó. Nên họ làm bên này, họ có nhiều người á đi xuống omelet là bị bỏ vợ bỏ con đó, vợ bỏ giống như bây giờ đụt má, giống như giờ người vợ với chồng bảo lãnh qua xong cỡ mấy năm cãi lộn, chắc chắn phải có cãi lộn xong bỏ đi, nhưng mà không đi các bạn, nó ở nhà của ông, ở nhà của ông nha. Rồi á ly thân, ly thân cãi lộn ly thân ở nhà của ông xong, ở nhà của ông cái nó dẫn ly thân ra là người một phòng, người một phòng cái nó dẫn bồ nó gì à? Địch rên địch rên thì đâu mấy ông ở phòng lại là đâu mẹ tức học máu chết là bỏ nhà đi hôm lết luôn không. Cho nên đồ mà nó ưu tiên phụ nữ nhiều quá các bạn, nên đàn ông mình là dễ đi cuối đó, là đa số người homeless xuống đó cũng là vậy. Rồi có người á đâu thương vợ con đâu, vợ anh qua quýnh đủ quýnh đủ mà nó lúc đầu nó nhịn nó khóc thôi. Rồi lúc thứ hai á bắt đầu nó đi biết được xíu á thì nó nói lại. Mà đa số phụ nữ nha mấy ông bên này, tôi cũng hồi trước mới cũng tiếp xúc với mấy cũng được 7-8 người là giống như là chồng hành hạ, mà 7-8 người con nào cũng vậy, nói chung là 100% luôn, nó ghi âm hết. Mấy ông coi chừng nó ghi âm là ra tò là nó lúc nào nó cũng ăn hết lúc nào nó cũng ăn nha. Cho nên mấy ông để ý. Rồi tiền bạc á, khi mà có con phải support cho nó. Một đứa là 50%, hai đứa là chắc trên nữa. Ông làm nhiêu tiền, bên này không có chạy được, không có trốn thoát được, trừ khi mà mấy ông làm tiền mặt thôi. Mấy ông làm tiền mặt giống như là con Jackson đồ này nọ là làm tiền mặt. Còn mấy ông mà làm hãng làm đồ đi học ra đồ xúc bọt liền, xúc bọt cho nó. Sorry. Giờ mọi người bắt đầu đi thi quốc tịch nhiều rồi, bắt đầu đông rồi. Năm sau ông già mình vô á, người dễ để thả cửa. Việt Nam mình ác lắm. Kỳ thị, ai cũng nói Mỹ kỳ thị ở bên Mỹ, mà Việt Nam mình cứ nói Mỹ kỳ thị. Mỹ rất là welcome, Mỹ rất là nice luôn, nó sống giúp đỡ hay giúp đỡ lắm. Đó. Nhưng mà được cái mình ở dơ. Mỹ nó ghét dơ chứ không phải kỳ thị. Ông mẹ nước của nó mình vô xe rác giống như đây. Ông mẹ hút thuốc xong này để vậy mà mình đi, lỡ mà mình đi á thì cái ông bảo vệ cái local bảo vệ ngồi outside này á nhìn thấy ngay thấy mình đụng mẹ nó cái thằng đó. Rồi thằng đó là nào? Việt Nam muôn năm. Rồi kêu kỳ thị. Cái thứ hai nữa là mấy ông Việt Nam này đụng mấy ông sống như cục cức á, mà mấy ông cứ kêu Việt Nam tránh Việt Nam, sống tránh Việt Nam.
chính mình, kỳ thị mình chứ ai. Tôi muốn đi nước, tôi muốn đi nơi khác, nơi không có Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì người Mỹ hay những người nước khác rất là nice, mà người Việt Nam mình ở với Việt Nam mình lại kỳ thị nhau. Đó, cái đó là câu muôn thuở ở bên Mỹ này nói. Như mấy người Mỹ á, đồ nó không quen không biết gì hết, mà mỗi lần mà bị chuyện cái là nó chạy tới nó binh được, nó binh ghê lắm. Nó binh cho dù mất việc nó cũng không sợ. Việt Nam mình giữ lại, mình binh một cái là mất chốt. Mất chốt đéo có việc làm hả? Cho nên là Việt Nam mình, chính Việt Nam mình giết Việt Nam mình. Thứ hai, đi làm nó đéo chỉ nghề kè. Nói chung là người Việt mình cũng tùy người, nhưng mà đa số 10 người thì được người, 100 người được 2-3 người là được, còn bình thường là nó no, đừng có vô tao, đừng có đụng tao thì sao mà được. Mình có làm việc với một nhiều người ở tất cả các vùng miền ở bên này thì cũng biết vùng này vùng nọ, thì mình là lúc nào cũng giống như là ngu lắm, ra đời cái gì họ cũng biết gì mình đó. Tại vì mình chia sẻ tất cả, mình làm được gì có tiền là mình chia sẻ đó. Còn việc làm đối với những người đó rất quan trọng. Họ sẽ đè dậm lên để mà đi. Họ dậm lên để mà đi. Cho nên ở mấy clip video trước á, mình có kể là cái giỏ cua, là cái ông câu cua có hai giỏ cua, giỏ Việt Nam với giỏ đựng cua nước ngoài. Hai giỏ. Một giỏ là phải đậy nắp là của Việt Nam mình. Giỏ nước ngoài là đậy nắp, còn giỏ Việt Nam mình là mở nắp. Tại vì á, cua mà cứ dậm lên nhau thì con nào cũng dậm. Khi mà một con ngóc lên là nó kéo xuống để nó lên, là cứ kéo xuống hoài. Còn cua thế giới á, cua nước ngoài á, là từng con nó nâng lên lần lần nó sẽ đi ra. Cho nên là cua giống như là nó đạp nhau để đi lên, nó dìu nhau đi lên, còn mình là cứ kéo xuống là nó ngu lắm, kéo xuống xong cùng nhau chết. Như Ấn Độ nè, mễ thì ít hơn mình ít làm nhà mễ hơn, tại vì mấy người mễ là chơi đá tiêu đá đẻ đá mẹ chùm đẻ, họ tiêu tiền nhiều cho nên họ ít mua nhà, với lại họ ít làm kỹ sư đồ này nọ cho nên họ ít mua nhà. Còn Ấn Độ là chắc chiêu góp tích góp kiểu như nó kỹ lắm các bạn, nên nó giàu. Đó. Thì, ở bên này, ở chỗ mình là Cali nhiều, Tây Ban Nha nè, rồi người Việt, người Mỹ nhiều, với người Mỹ nhiều. Còn những cái khu khác thì những nước khác.
Trung Quốc nữa, Trung Quốc nữa. Trung Quốc cũng nhiều. Mẹ nhiều nhất tới Việt Nam, Trung Quốc. Ừ. Ồ, chia sẻ nãy giờ 30 phút rồi. Thì câu chuyện mình nói có thể đụng chạm. Mà mình chia sẻ thiệt. Ở bên này hay nói vậy, mình nghe vậy mình kể. Mình cũng gặp được một số trường hợp. Mình cũng nói về nước Mỹ là vậy. Nước Mỹ này bự, rộng, tiền là quay đường nhiều. Cho nên là cùng nhau kiếm thì may ra thì ai cũng mua nhà. Rồi hàng xóm với nhau thì ngồi chơi nói chuyện vui vẻ. Còn cứ đạp nhau sống thì buồn, nhiều lúc buồn. Ok. Mọi người thi quốc tịch rất là nhiều. Và hôm nay bố kêu ít. Đầu tiên mình lên này mình cũng chia sẻ là đi thi quốc tịch. Chỉ có 100 câu sẽ quần à. Nói bằng tiếng Mỹ. 100 câu là 100 câu đó là nói về lịch sử của nước Mỹ. Rồi những cái thứ về Mỹ vậy thôi. Đó, học mình nghĩ nó những người lớn tuổi học thì hơi khó, nhưng mà những tuổi trẻ như mình ráng học thi một lần, hai lần, ba lần chắc chắn là đậu. Ba lần rồi. Thì chúc mấy ông nào mà chưa thi quốc tịch thì khoảng 4 năm 9 tháng là có thể apply được để thi quốc tịch. Thì 4 năm 9 tháng nó chỉ cho mình một cái hẹn là qua là 5 năm. Là 5 năm lúc đó là đầy đủ giấy tờ để mình hợp pháp đi thi. Thì đi thi xong nó sẽ cấp lại cái hộ chiếu. Hộ chiếu cho mình là thành màu đen. Hộ chiếu màu xanh là nước khác. Hộ chiếu màu xanh là chưa vô quốc tịch. Không biết mấy nước khác màu gì ta. Màu đỏ, màu cũng có. Đó. Khi mà vô rồi á thì là màu đen. Nước Mỹ là màu đen. Còn hôm qua mình chở đi, mình có chở ông bác đi thi bằng lái. Thì nếu mà bằng lái á, ở Cali này nha, mình ở Cali. Thì ở Cali này nếu mà xác minh hai địa chỉ nhà của mình thôi, thì cái ID của mình là cấp được 6. Còn một địa chỉ á, là cái ID của mình không có con gấu. Giống như mình ngày xưa chỉ có một địa chỉ á, thì chỉ có một con gấu à. Má tức. Mà một con gấu là nó xấu hơn là hai con hai, không có con gấu, nó xấu hơn là có con gấu. Có con gấu đẹp hơn. Cho nên cái bằng Cali là phải có con gấu là mới đẹp. Mình không có con gấu. Uống ít bữa mình làm lại ID mấy chục. Đó. Nếu mà mấy ông không có việc á, thì mấy ông chạy DoorDash cũng được. Mà chạy DoorDash á, đúng rồi. Để tôi cỡ cái vấn đề này. Giống như tôi làm tiền mặt thì thường á là một ngày á là 150, tùy chóp. Nếu mà chóp mấy cái chóp khác á thì khoảng 2 tới 100, 120, 150 các bạn. Thì làm construction là vậy. Thì chạy giao đồ ăn á, nói giao đồ ăn là UberX này, DoorDash rồi Grubhub rồi đấy. Hay là chạy chở người rồi á thì Lyft, Uber, máy app lận. Đó. Thì làm bình thường á cũng được 100 ngày. 8 tiếng luôn. Tôi xác định 8 tiếng luôn, làm 100 ngày thôi.
còn làm kia 120, 150, nhưng mà hít bụi. Bên này mà mấy ông làm á thì sẽ hiểu được cái hít bụi cỡ nào. Bụi mà giống như cái xe mà chạy vô đường làng đất á, mà mấy ông chui ngay cái bánh xe đó, mấy ông hít đi theo cái bánh xe á, cột mấy ông ngay bánh xe ông hít. Chết mẹ, cảnh sát tới không biết là gì. Nói cột, cột vô ngay bánh xe là nói chung bụi cỡ đó mấy ông. Mấy ông đừng tưởng làm sướng. Là đi làm mà cứ đạp lên nhau thì đéo cần nào hơn hết, đạp lắm mẹ gì thì cứ đạp lên, rồi mình thấy không ổn thôi mình bỏ nhảy cho nó lên thì đạp mình xuống thì mình ra mình không hít bụi nữa, nó cũng sướng hơn. Có nhiều khi mình chạy được 300 ngày cũng có thì cũng ngang thôi. Nhưng mà nếu mà ông á cứ nghĩ cái chốt mình sướng, chốt mình là nhất á, mấy ông lo tìm hiểu những cái chốt khác để mấy ông làm, chứ cứ đừng có đạp kiểu đó rồi. Nếu mà mình cho những người khác giữ thôi người bán chết liền. Thì đạp lên vậy mình bỏ nhảy, tại vì mình đi học chứ đâu phải mình làm công việc đó, giống như công việc đó chưa, sau này người lớn làm cũng được, bây giờ mình còn nhỏ, mình không muốn đi ra đường đéo biết chuyện gì, người ta chửi mình đéo biết. Chua, làm bên này chua lắm, nhiều lúc chui xuống hầm hít bụi là ngay bánh xe mà tôi kể, hít bụi ướt nước mắt nữa. Còn nếu mà đi vô hãng đầy 20 đồng giờ thì cũng 100 mấy, thay vì hít bụi, tại vì làm nghề đó thì thoải mái, người không có muốn đi một chỗ hay là khi mà biết rồi thì tiền là 250-300 một ngày thì tiền nó cao hơn. Đó, mà những người Việt Nam mình á khi mà có job là họ siêng làm lắm, họ siêng với cái họ giống như là họ là cổ phần của công ty hay là cổ phần của một group đó, một cái team nhá, là họ làm hết mình. Bên này là vậy các bạn, làm hết mình nhưng mà đè cũng hết mình để được lòng sếp, để được lòng mà đéo có mẹ vậy đó, rồi được cái nó cho tiền thêm là nước mắt của những thằng dưới đè bị đè. Mình đéo thích vậy. Đúng, mình chưa là mình không có đè người ta được cho nên mình chưa lên được mà để sếp thương rồi. Nhưng mà thương mẹ thì mình ghét sếp thì mẹ bắt mình làm mình ghét chứ. Chờ ông già thì mong sao ông già thi quốc tịch ok, đây cũng là một người chờ như mình nè, là một dàn xe ngồi sau là ai cũng có anh xe chờ đó, thì cũng giống mình thôi. Nhưng mà ai cũng muốn là người bên Chúa thì cầu Chúa, người bên đạo gì người Phật cầu Phật đó. Ai cũng cầu nguyện cho người thân của mình. Đậu quốc tịch rồi đó các bạn, thì ông Nhương gia mình đậu quốc tịch rồi, thì ông tính 65 tuổi ông sẽ được lương hưu đó. 65 tuổi là hưu bình thường,
60 tuổi hay là những người trong cái làm việc ở trong nhà nước, giống như là làm việc cho nhà nước, thì nhà giống như này làm cảnh sát nè, làm cho bệnh viện nè, làm cho trường học nè, trường học là dạy học đó các bạn, chứ còn làm mấy kia mình không biết, thì làm 15 năm là hưu non đó. Còn mà như ông già mình làm hãng bình thường thì 60 tuổi là hưu non, 65 tuổi là hưu bình thường, 70 tuổi là hưu già, là về già lương hưu. Với lại ông già mình nếu mà đậu quốc tịch thì nhận được lương hưu của tuổi già đó, là quốc tịch là được bao nhiêu đó, còn không có quốc tịch là ít hơn đó, là ăn suốt đời luôn các bạn. Khi mình hưu rồi là cứ ăn suốt đời. Cái thứ hai nữa là hưu làm là nó tính mình đóng thuế, bao nhiêu năm thì mình nhận hưu đó nữa, là hưu 10 năm, 20 năm gì đó hay 15 năm gì đó, mình không biết, mình chưa tính qua cái đường lương hưu đó. Thì ông già mình cũng tính rồi, cho nên là ông ráng ông làm thêm 1 năm nữa là ông đủ 10 năm, 10 năm là ông nhận được hưu nữa. Là ông đủ kiểu như đủ sống thì nhận được, nếu mà nhận được hưu ổng vô quốc tịch thì bà già mình ăn theo 50%, thì hưu của công dân á là 800 mày, ví dụ ê, giờ không biết giá nhiêu 800 mày. Rồi các bạn đi làm 10 năm, 10 cô đờ đủ bao nhiêu, 40 cô đờ nhiêu đó, là 10 năm á, thì các bạn nhận khoảng mấy trăm nữa, ngàn mấy gì đó không biết. Thì vợ mà cũng nghỉ hưu thì cũng nhận được 50%, là trong cái tổng giống như là nhận cái lương hưu đó là 70% lương ấy, hay 30% lương gì không biết nữa, 70% lương hay 30% lương gì nghe phong phanh đâu đó. Thì bà già mình giống như nhận 30% ấy, thì bà già mình được 15%, hay nhiều, nói chung là ông già mình nhận 2.000 thì phải nhận 1.000, là 3.000 mới đủ nhà các bạn. Sống ngủ cây vừa vất vả nhận nhiêu đó thôi, nên là bên này cái cuộc sống phải tính, nên tính. Với lại đường đi của mình sai hướng thì nó sẽ sai, còn đường đi của mình đúng mà trời thương nữa là giàu. Còn chết thì không chết các bạn, mình chắc chắn không chết rồi. Tại vì mình nhảy ra mình làm cũng được 50 ngày, thì 50 ngày đủ mua bao gạo, ngày nay đủ mua bao gạo, ngày mai mua 2 ký thịt nữa là sống 1 tháng, cho nên đủ ăn, không sợ. Còn giàu thì không giàu, hên xui. Thì mấy ông cứ nghĩ bên Mỹ này sướng thì không sướng, mà khổ thì không khổ, quan trọng cái nghị lực của mấy ông. Nhưng mà được cái nó buồn vãi, Tết hay gì là đột buồn lắm. Tết ở bên Việt Nam là ồn ào náo nhiệt, chứ bên này buồn vãi ra, chỉ có được đêm giao thừa đốt pháo, mấy đêm 2-3 đêm đốt pháo vậy, không có cất gì hết đó, chơi hết đó, thăm gia đình cũng thăm ít, bữa dịch đây đồ đéo thăm luôn, buồn. Cho nên bên này là ít bạn bè nè, cho nên buồn nè. Thứ hai, những cái cuộc chơi ở bên Mỹ này á, Việt Nam mình nó không có quen, không có kiểu như khó hòa nhập nên nó buồn vậy thôi. Còn
nếu mà sau này cứ tiếp tục thì video này mình cứ nói như này thì cũng là một cái kỷ niệm để mà mình quay lại, sau này mình già mình nghe lại thì cũng ok. Đó. Với lại mình quay thử mình mập này, sau này mình ốm lại hay mình mập thêm nó có khác biệt gì không? Hay mình già mình râu hả? Để như vậy thôi các bạn, chứ không phải mình là mình thích quay lên nói bậy bạ xàm xàm. Thì tôi làm cho tôi là 90%, còn tôi làm cho mấy ông là 10%, 9%, còn 1% là tiền một tháng 20-30, 4 tháng góp lại 100 bằng ngày tôi làm. Cho nên mấy ông đừng tưởng tôi lặng, tôi chơi. Cho nên mấy ông chơi gì tôi quay như thế này đơn giản. Và đây là những người đi, đó là Mỹ đen, đây là Mỹ trắng. Còn mấy người này vô thi nè, vô lần. Đục má nãy giờ hút 5 đứa thuốc không rồi. Mình quay lỗ, quay 1 tiếng luôn nha mấy ông. Cho mấy ông nản luôn. Rồi mấy ông vô coi đủ mày kim cùng. Cùng ai quay 1 tiếng. Người ta quay 1 tiếng làm luôn, kéo khách. Tôi quay 1 tiếng luôn mà khách nó đi. YouTube làm vậy lại. Tôi coi thôi nha. Tôi coi không phải mấy ông coi nha. Quay lại 1 lần nữa. Đấy, vô thi quốc tịch dẫn con cái vô khóc lóc trời vậy. Có những cái xe mà bên này đã lắm các bạn. Này nó ra loại xe điện á. Xe điện là không cần sạc, sạc điện luôn. Không, nếu mà mấy ông không sạch chỗ 1450 á, cô Coleman á, Coleman á, thì mấy ông sạch cái này, sạch cái chữ này US Department là ra, còn không là US Citizenship. Đó. Rồi. Ok. Rồi mình dừng video. Chắc mấy ông nản đọc tua nhưng mà tôi cũng có nói cỡ 5 phút là mấy ông tắt rồi, nhưng mà tới mấy chục phút thì mình dừng lại đây. Thì trước khi dừng mình sẽ quay siêu xe, những siêu xe. Thì mình nói về xe Tesla nè các bạn. Nó có cái hay là thả ra là nó tự chạy, ngầu không chơi. Tesla này ngầu không chơi vậy á. Cái chiếc Tesla là nó có chế độ thắng, rồi có chế độ từ đầu và kinh dày chạy tới chỗ mình luôn. Nó có chế độ đó luôn. Quên cho đi dục thuốc mà đéo có chỗ. Là xe nó tự chạy tới mình luôn. Còn cái chiếc này là chiếc truck. Chiếc này loại thường. Loại này cũng kiểu như mạnh tám mấy à. Tám mấy hao xăng rồi. Chở mạnh lắm. Ở mình cũng thích chiếc truck. Đây, bên Mỹ này ai cũng có xe hết á. Nhưng mà quan trọng xe giá trị của nó là ngon hay dỗm để có sửa hay không thôi. Chứ xe 1.000-2.000 cũng có. Là xe 20 triệu cũng có các bạn. 20 triệu có xe con đi. Nó có nhiều loại xe mà siêu xe luôn các bạn. Thích vậy mình không có điều kiện mua.
Rồi mày nó tới mấy tỷ sao mua? Như chiếc Porsche nào cũng vậy hết. Porsche mà bình thường phải 100 mấy. 100 mấy đồng lớn. 100 mấy đồng lớn thì khoảng 2 tỷ mấy. 2 tỷ mấy trở lên mày chưa thuế cho má gì đó chắc mấy tỷ, 5-7 tỷ. Không, xe nào cũng giống nhau. Đùi xe đây đẹp này. Hai chỗ. Chiếc Ford. Xe đó mà Việt Nam gọi là bán tải á các bạn. Thì cái chiếc bán tải á tại xe mình này. Đó, thấy không? Cũng lan can như người ta mà có 2-3 ngàn, người ta mấy chục ngàn. Như kho bút mấy chục ngàn, thấy không? Mùa mới luôn. Thì xe bán tải á, đi chơi camping hay là đi chơi biển hay đi camping hay là picnic gì đó nó cũng dễ chịu các bạn. Thả lên cũng ok. Thả đồ lên đó cái đem ra quỳ chỗ chơi nướng. Mình chào mấy ông nhớ muốn nói gì, mình muốn nói gì, chia sẻ gì hay là muốn quay gì mình sẽ cố gắng quay. Bữa giờ đi xanh cũng không được nè, đi bắt ốc rồi voi cũng được, chán phải lộn. Ok, bye bye.